Vâng, chào các bạn. Hôm nay lại là một buổi review sản phẩm đến từ Digi Bono, Mikve Digi Bono 89 Trần Nhân Tông. Các bạn sẽ thấy địa chỉ và hotline ở đây. Trong quá trình đấy, các bạn cần thắc mắc gì có thể truy cập website để được hướng dẫn thông qua chat hoặc hotline. Vâng, hôm nay ngày mùng 4 tháng 5 năm 2021, một tin cũng rất buồn cho anh em làm nghề là các loại dịch vụ lễ hội và tụ tập đông người bị dừng lại. Cũng rất buồn cho các ông bố bà mẹ có trẻ con đi học là bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ phải học online trên các nền tảng như là Zoom hoặc là Google. Vậy thì với trẻ con đã có các cái giải pháp là học qua iPad, qua máy tính, qua điện thoại rồi. Vậy còn thầy cô giáo thì sao? Có rất nhiều thầy cô giáo giảng dạy ở trên lớp này thì đã có qua sử dụng được điện thoại. Nhưng với những người giảng dạy online, làm nghề dạy học online ở các trung tâm thì sẽ dùng các thiết bị như thế nào? Thì hôm nay Digi Bono xin giới thiệu mới các bạn một số cái sản phẩm Switcher Video, mình hay gọi nôm là bàn trộn đấy. Giá rẻ hợp lý, tiền kinh tế gọi là vừa phải nhưng lại đem lại hiệu năng tương đối tốt. Đầu tiên là một sản phẩm đến từ Blackmagic. Tôi xin giới thiệu là sản phẩm là chiếc bàn trộn Atom Mini. Bản này bản basic nhất là con Atom Mini. Đây chính là Atom Mini. Mình sẽ thấy Atom Mini này, như các bạn sẽ thấy thế này, là nó có tối đa được 4 đầu vào. 4 đầu vào này, có Type-C. Có Type-C để các bạn có thể kết nối với máy tính, livestream trực tiếp được luôn. Và đồng thời có cả Audio Mic 1.2. Audio Mic 1.2 này các bạn lưu ý là nó chỉ có là jack 3.5. Jack 3.5 sẽ hợp lý với một số người, ví dụ như họ dùng micro luôn, vì bàn trộn này ưu điểm là gọn, rẻ tiền, livestream được ngay như một cục capture công nghệ mới. Nhưng cái nhược điểm của nó là không đưa cho các bạn được cái màn multi view để quan sát được là các góc máy quay như thế nào, nên nó hợp lý nhất là với những bạn làm livestream trực tuyến hoặc là review sản phẩm hoặc giảng dạy ở mức độ nhỏ, có thể ở một văn phòng nhỏ, có thể thậm chí làm tại nhà. Nó chỉ có out ra HDMI out, đây nó chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là PGM, không có multi view. Nhưng mà bù lại là giá rẻ. Một số các hiệu ứng picture in picture này hoặc là để chuyển hình có đợi thì các bạn muốn điều chỉnh bắt buộc các bạn sẽ phải dùng máy trên máy tính thông qua phần mềm của hãng là Atom Software Control. Nhưng mà theo tôi thì cái vấn đề đấy nó hơi bất cập, là vì mình đã dùng nhỏ gọn và để cho giá rẻ mà lại kẻ bên cạnh một cái máy tính để mà xử lý thì nó hơi bất tiện. Nên cái này sẽ thích hợp nhất cho những bạn là làm một quy mô nhỏ, có khoảng tầm, đương nhiên là 4 góc quay là tối đa rồi, nhưng mà các bạn nắm rõ được các góc máy quay vị trí như thế nào, và lúc đấy các bạn theo cái dự tính ban đầu như setup format ban đầu mà lựa chọn 1, 2, 3, 4 đây. Tiếp theo nữa là một cái sản phẩm khác cũng đến từ Blackmagic nhưng là bản nâng cấp cao hơn. Bản nâng cấp cao hơn là sản phẩm bản trộn Atom Mini nhưng mà là bản Pro. Đây chính là Atom Mini bản Pro. Thì các bạn sẽ thấy là cái Atom Mini bản Pro này, về cơ bản các cái cổng kết nối, các cổng kết nối của con Atom Mini Pro này nó cũng giống hệt như là con Atom Mini. Nhưng cái vấn đề khác ở đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ có thêm phần tính năng ghi và livestream. Không quá cần thiết làm với cái này, nó có thể thêm tính năng livestream ngay qua internet khi các bạn xét luồng, thì hợp với các bạn nào làm thêm kiểu là live YouTube, live Facebook mà không còn quá nhiều hiệu ứng.
Còn thông thường qua nền tảng Zoom hoặc là VMix ấy, mọi người hay bây giờ hay dùng Zoom hoặc VMix hoặc là OBS và VMix vẫn có thể bạn add vào Zoom được. Thì nó sẽ có thêm các cái tính năng như là add logo này, chạy title này, các hiệu ứng chống mờ nó sẽ nhiều hơn. Đấy là với bản trội Atom Mini Pro. Còn lại về cơ bản là số cổng kết nối cũng như tắt kết nối giống hệt nhau. Một cái sản phẩm khác nữa chúng tôi xin giới thiệu sau đây là một cái sản phẩm khác đến từ một cái hãng mà các bạn sẽ thấy quen thuộc là khi các bạn dùng màn hình, các màn hình để quay phim. Đây, chính là sản phẩm thiết bị livestream mà tên là Live Pro L1. Live Pro L1 thì các bạn sẽ thấy này, trên Live Pro L1 nó sẽ có các hệ thống cổng kết nối. Giá thành sẽ sau cùng chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn về tương quan giá các sản phẩm. Con sản phẩm Live Pro L1 này các bạn sẽ thấy là có một cái màn hình nhỏ. Một cái màn hình nhỏ này thì nó có một cái lợi thế là các bạn nhìn được luôn multi-view ở trên này để biết là tôi sẽ cần vào góc nào tiếp theo, góc nào sẽ hợp lý nhất. Và các cái cổng chuyển ở đây nó sẽ, vì nó có multi view trên này nên nó có tính năng để lựa chọn hình và chuyển, ấn chọn camera vào chuyển qua thanh này, nó sẽ là chuyển bằng thanh gạt này. Về đầu vào thì các bạn sẽ thấy nó có audio in và audio out, nhưng mà thông thường người ta chỉ dùng audio in thôi chứ người ta không chọn out. Một cái tính năng nữa của con này sẽ là USB để cắm trực tiếp vào máy tính capture để các bạn có thể like luôn các phần mềm. Với cái mức giá tiền của này là rẻ nhất chưa đến 10 triệu là đã có một con đấy rồi. Với con Atom Mini thì là 7 triệu, hơn 7 triệu. Còn con Atom Mini Pro thì là hơn 14 triệu. Cái nhược điểm của các cái ba con này vừa xong, ưu điểm thì rõ rồi, tôi nói nhược điểm của nó sẽ là đường vào âm thanh nó chỉ là jack 3.5. 3.5 có nghĩa là các bạn sẽ chỉ sử dụng được các loại micro phổ thông hoặc là micro chuyên dụng loại chạy pin, nhưng mà là jack 3.5 là cái jack ăn ba lăng, có nghĩa là nó chưa có cái khử nhiễu của âm thanh. Khi các bạn dùng cái jack này thì nó sẽ out vào, nó sẽ bị là nên dùng không dây. Còn nếu mà dùng có dây mà để dài quá với các jack 3.5 mà từ khoảng tầm 3,5 đến 4 mét trở lên với các loại cáp thông thường ấy thì nó sẽ sản sinh ra cái hiện tượng là noise tiếng. Nó bị noise tiếng khi mà mình nói to hoặc là khi mà cái tín hiệu của nó thay đổi đột ngột, nó sẽ bị noise tiếng. Đấy là nhược điểm chung của tất cả các cái thiết bị audio 3.5. Còn đương nhiên là những cái thiết bị mà dùng jack ba chấu là ăn ba lăng như thế này thì lại hạn chế được cái điểm đó, có thể dùng dăm 7 mét còn là vài 20-30 mét vẫn vô tư. Một sản phẩm nữa để tiếp theo, như tôi nói, ví dụ như tôi đang dùng con sản phẩm này là thiết bị bản trộn MX 500. MX 500 thì không có tính năng capture trực tiếp vào máy tính thông qua cổng USB như là Atom Mini này, Atom Mini Pro hay là con FinWoo là Live Pro là một này. Nhưng nó lại có rất nhiều ưu điểm mà tôi đã giới thiệu rất rất nhiều các clip về MX 500 tôi nói qua thôi. Ví dụ đầu tiên, đầu vào jack âm thanh chuyên nghiệp, jack Kandong khử nhiễu, chạy được title. Đấy, tôi đang chạy title các bạn cũng sẽ thấy qua RGB này, ra được cả multi view cả VGM này, ép được logo này, chạy title này, đa dạng đầu vào này từ SDI hoặc là S-Video, HDMI, record được luôn, streaming được luôn qua cổng internet.
rất nhiều hiệu ứng, nhưng mà giá thành nó hơi cao, nên các bạn nào đầu tư chuyên nghiệp mới nghĩ tới nó là trên 50 triệu, cũng như thiết bị bàn trộn của Blackmagic Atom Television Studio Pro HD. Thế thì là trên 60 triệu, còn bản Pro 4K thì trên 80 triệu. Con này rất nhiều ưu điểm, nhưng mà lại một nhược điểm của nó là không capture được vào máy tính ngay. Vậy những cái trường hợp mà mình vừa muốn làm chuyên dụng đấy, vậy vừa muốn vào máy tính thì sao? Mình có thể dùng những cái thiết bị chuyên dụng để mà đưa vào máy tính. Ví dụ ở đây là con thiết bị capture của hãng Unisin 3200HS. 3200HS thì giá hơn 4 triệu một chút. Các bạn sẽ thấy cái đầu vào sẽ nhận là HDMI hoặc SDI, và đầu ra sẽ là jack 3.0 USB để đưa vào máy tính capture. Đây là trường hợp các bạn muốn ra cả SDI cả HDMI. Với những thiết bị rẻ tiền hơn mà chất lượng ổn định thì các bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm, ví dụ như là EZ Cap, các dòng EZ Cap, các model EZ Cap từ 278 này, 261 này, 301 thì nó sẽ đưa ra cái chất lượng tốt. Và nhưng mà chỉ duy nhất một đầu vào là HDMI. Nhưng mà thực ra là với những đã thiết bị như con bản trộn này mở sinh 500 rồi.